cháu nuôi con thật khó, ôi sao là bao thứ lo mà các cô con của cháu không ai giống ai hết. Na 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 na, mà xa mình còn phải làm sao nữa đây, vì các cô con mà xa xa tránh vô cùng khổ, khó tính cô điều hoàn là thật cá tính luôn, làm cả trống hoang mang lo từng lúc mất chân. Please tell me what can I do? Dù thế hoa mang chi con mà xa thương để cha hơi mong mơ làm tập tôi nhưng mà ngoan phép với giờ lắm xin dành riêng yêu thương cha mẹ cha. Ngày mai mang cho em những điều mới, những điều tốt, những niềm vui hân hoan cả vàng bước qua bước qua. Những ngày mưa gió, những ngày nhớ, hãy sống là chính em. Là quá đáng mà. Thôi, em coi đi, là thằng cha thiệt đó. Bực thiệt luôn á, dám cắm sừng chị hai vậy á. Quá đáng mà. Quá đáng thiệt. Đúng rồi, phải xử nó mới được. Để em coi hình lại coi. Mà đúng là đẹp hơn chị hai thiệt á. Bởi vậy á, chị hai này đã lớn tuổi hơn người ta rồi mà còn không biết chân diện nữa. Thì đó, nè coi con người ta này vừa trẻ mà vừa đẹp nữa. Bởi vậy mới nói, đàn ông con trai mà ra ngoài đường thấy gái đẹp như vậy làm sao mà không ham hố. Thì đó, em nói thiệt chị nha, sau này em mà có bạn trai như thằng Chánh Thiết này nha, em cho biến liền. Biến, đúng rồi. Mình không thể nào để đàn ông ức hiếp chị hai được. Mình phải trả thù cho chị hai. Đúng, mình phải đi trả thù cho chị hai. Chị biết cái con này mà, cái con này là bạn chị mà, chị gặp nó dữ lắm. Trời, bạn chị luôn hả? Ờ. Trời đất ơi, thì không ngờ luôn á. Nè. Chị hai. Bình tĩnh chị hai ơi, bình tĩnh chị. Chị hai. Hai ơi. Hai. Chị nghe nè, cái con nhỏ đó nó xấu. Nó xấu quá à. Sao đẹp bằng chị hai được đúng không? Chị hai nè, vừa đẹp người nè, vừa đẹp nết nè. Thằng cha Thiết á, vài bữa thằng cha dục nhỏ quăng bên quay về với chị bây giờ. Chứ có gì đâu phải chị lo. Không có được khóc nữa, làm gì phải khóc. Đúng rồi. Chị hai à, đàn ông trên đời á thiếu cái gì đâu. Em á chỉ cần alo một cái thôi, sắp hàng từ cổng mình ra tới đầu ngõ luôn. Đúng rồi. Chị tha hồ mà chọn. Mà em thấy cái thằng cha Thiết á có đẹp đẽ gì đâu, quên thằng trả đi cho rồi. Nhưng mà chị vẫn thấy buồn với đau lòng lắm. Lúc mà anh mới quen chị
Anh đã hứa với chị là anh sẽ chung tình, anh sẽ chia một mình chị. Nhưng mà bây giờ anh lại như vậy. Chị ơi à, chị đau lòng quá, chị không chịu được. Vô. Cái gì vậy? Bây giờ em cho anh 30 phút. Anh làm sao coi được thì làm. Anh nói chuyện xong đi, rồi chết với chị em tôi. Cái gì vậy? Thân à, anh xin lỗi. Anh nghe Thục với Thiện nói là em bị bệnh, em không chịu ăn uống gì hết. Đừng có giận anh mà, cho anh xin lỗi nha. Em muốn giận gì thì giận đi, nhưng mà em phải ăn uống mới được chứ. Cho anh xin lỗi nha. Em sao vậy? Cho anh xin lỗi đi mà. Hay là để anh đi mua đồ ăn cho em nha. Em sao vậy? Anh đi đi. Hả? Từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đừng có giận anh mà. Thiện, Thục, hết 30 phút mà anh ra ngoài. Vậy chưa được một phút nữa nói 30 phút rồi. Kể từ giờ phút này anh không còn quyền gặp chị hai của tôi nữa. Đi. Sao kỳ vậy? Anh thấy chị hai tôi đuổi ra ngoài không? Đi. Mà cái chuyện gì không hiểu gì chứ vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời, nói gì đuổi đi cái, đi thiệt luôn hết trời. Trời, còn hai đứa em mình nữa chứ. Sao nó không hiểu chị nó gì hết trơn à? Ngừa gạt, dối trá. Bỏ hết, bỏ hết thôi. Nhóc ơi! Trời ơi, chị hai! Trời, chị hai! Trời ơi! Cái gì vậy? Chị làm cái gì mà chị tự tử hả? Em nói cho chị biết nha. Gia đình mình, ba, Út, chị ba, em, tất cả mọi người đều yêu thương chị. Đâu có ai bỏ rơi chị đâu, tại sao chị lại làm như vậy hả chị hai? Trời ơi, em đã nói với chị rồi. Ở trên đời này, không có thằng này thì mình có thằng khác. Đó. Tại sao chị đâu có tự tử với cái thằng cha đời mới tiếc đó hả? Nói xong chưa? Chưa. Tôi đang bệnh, tôi uống thuốc cảm mà tự tử cái gì? Hả? Vô cái nhảy dựng lên là la lối ôm sòm. Nhìn đi, phải thuốc cảm không? Đưa đây cho tôi uống. Làm hết hồn mất vía à. Trời ơi, uống vậy cho chết hả? Uống một viên thôi. Bây giờ chị đi dạy đây. Hai đứa ở nhà ăn sáng xong lo dọn dẹp. Nghe nói ngày mốt ba với Út về, hai đứa dọn dẹp cẩn thận, đừng có để bị la đó nha. Chị hai, chị có bị sao không vậy? Chị có sao không? Sao là sao? Sao trăng gì bây giờ? Trời sáng mà. Ơi chị hai, em hỏi chị một lần nữa, chị có bị gì không?
Bị cái gì thì bị cái gì, hai đứa mới là bị cái gì á. Chị đi đây. Thân à, hôm nay anh muốn nói chuyện với ba chị em. Thiện, Thục, tiếp khách. Thân à, xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi, tôi không muốn mất dạy. Tôi phải đi dạy học. Hai đứa nha, tiếp khách nghe chưa, em gái của tôi đó. Thân à, anh lịch sự giùm cái đi. Thân, chị không quen biết người này. Đây là bạn của em á hả? Chị Hai. Thôi chết rồi, có khi nào chị Hai bị sốc quá, bị điên rồi không? Hả? Trời ơi, chị Hai bị điên. Trời ơi, anh mới bị điên nè. Tất cả là tại anh. Cái gì? Tất cả lỗi là tại anh. Trời ơi trời, tôi có biết gì đâu, bây giờ anh cũng đang muốn điên lên nè. Trời ơi anh cái gì mà anh đang điên lên nè. Coi đi đó, coi đi đó. Wow, ai đẹp quá vậy? Ai vậy? Bằng chứng, vật chứng rõ ràng rồi, anh còn chối cãi nữa không hả? Còn chối nữa không hả? Khoan. Anh thề với hai em là anh không hề biết cô gái trong hình là ai hết. Bằng chứng, vật chứng rõ ràng rành rành như vậy mà anh còn dám chắc là không biết người đó là ai hả? Chưa. Như vậy là Thân đã coi những tấm hình này rồi sao? Chứ sao? Như vậy là Thân nghĩ anh là người bắt cá hai tay à? Tất nhiên. Nhưng mà anh không hề biết cô gái đó là ai. Bây giờ mà anh còn dám chối nè. Bây giờ anh muốn sao hả? Anh thề với hai bé là anh không hề biết cô gái này là ai. Sao vậy? Tôi thấy lúc này bà tươi lắm á nha. Ai cũng nói tôi dễ hết trơn bà. Bà có bạn trai mới phải không? Sao bà biết hay vợ? Thì tôi nhìn bà tươi như vậy là tôi biết rồi. Nhưng mà nè, tôi thấy bà sao mà thay người yêu như thay áo vậy hả? Người yêu đâu thay bà. Thật ra là lúc mà tôi bị thất tình, bị đá kia kìa, tôi đi khắp nơi kiếm trai đẹp để chụp hình up Facebook chọc tức cái thằng ca kia thôi chứ làm gì. Nhưng mà bây giờ tôi đã tìm được một người yêu đích thực cho mình rồi. Vậy anh đó tên gì, bao nhiêu tuổi hả? Tôi biết từ chết liền bà. Cái gì kỳ cục vậy? Bạn trai của bà mà bà không biết là sao? Thì nó là như vậy đó. Vậy để tôi đoán thử nha. Bà đoán đi, đoán được chết liền. Tôi nói cho bà biết á, chẳng những tôi biết ảnh bao nhiêu tuổi, tên gì, mà tôi còn biết luôn tên của má ảnh nữa đó. Sao mà biết được? Có phải là ảnh tên Thiết, con của cô Mộng Nhu không? Thiết nào? Thu Thục. Tẻ. Trời ơi, cái lạnh gì mà đẩy vậy? Xuống đây. Xuống. Anh đi xuống đây. Xuống, từ từ. Trời ơi, cái gì mà đẩy tới đẩy lui vậy? Té cầu thang sao? Cái gì? Bữa nay á, tôi hẹn bà tới đây là để làm rõ mọi chuyện, cho hai người đối mặt với nhau, cho hết chói luôn. Đây á, là anh rể tương lai của tôi. Tại sao bà phá hoại hạnh phúc gia đình chị hai tôi vậy hả? Tôi hiểu rồi. Nhầm rồi. Anh bánh tráng trộn phải không? Mơ mụn mỉm. Sao hôm nay online quá vậy? Từ O qua V nó có nhiều đâu anh. Hôm bữa tôi nói bà rồi đó, tôi thất tình, tôi đi khắp nơi, tôi kiếm trai chụp hình. Ảnh là nạn nhân đầu tiên của tôi. Cái gì? Tôi chỉ là nạn nhân thôi hả? Còn chi tiết sao nữa, nói luôn. Thật ra là tôi gặp ảnh ở cái chỗ bán bánh trộn có một lần thôi. Cái tôi thấy ảnh cũng coi như là cũng cool đó. Cái tôi lại tôi xin ảnh chụp hình, xong cái tôi up lên để tôi chọc tức cha kia đó mà. Nhưng mà bây giờ thì ảnh đối với tôi hết đẹp rồi, tôi mới uống trà sữa bên kia. Có anh kia đẹp trai lắm, tôi chụp hình với ảnh rồi. Ảnh hả? Không có cửa đâu. Để tôi cho bà coi nha. Đây. Nhìn đi. Nhìn lôi hai con mắt ra đi. Thấy chưa? Hiểu chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó nghe anh hai em nói chuyện với người ta như vậy đó. Trời ơi là trời, chị đã chờ anh suốt 20 năm rồi, bây giờ chẳng lẽ phải chờ nữa hay sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Dạ, nước mắt à, không chỉ nước mắt không đâu, có cả nước mũi nữa đó. Chị xin lỗi em, nhưng mà chị buồn quá ông Trinh à. Rồi là nhưng mà... chị quá buồn ông Trinh à. Tại nhưng... sao lại đối xử với chị như vậy? Ủa sao chuyện lớn như vậy mà sao con thấy ba nói gì với con hết vậy ta? Ba con đã quyết định rõ ràng rồi. Trời ơi, chắc cô bỏ nhà, bỏ shop cúng gói theo ổng quá à. Từ hồi gặp lại ảnh cho tới bây giờ đó, chị đã làm tất cả mọi cách để níu kéo lại tình xưa, vậy mà rốt cuộc rồi cũng không có tác dụng gì hết á. Trời anh Thọ ơi, anh muốn em sống sao? Thân ơi, Thân ơi, vậy chuyến này ba con đi thiệt rồi. Vậy sắp tới trở đi á, cô cháu mình sống sao đây? Anh muốn em sống sao? Trang điểm cho trời vui đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng qua đời này. Trang điểm để làm cái gì? Xinh đẹp để làm cái gì? Son phấn để làm cái gì? Người ta có đếm xỉa gì tới mình đâu chứ. Nhưng mà không sao, tình yêu cao thượng là tình yêu biết hy sinh và chờ đợi. Mình đã chờ đợi 20 năm rồi, chờ đợi thêm 20 năm nữa có là bao. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Em sẽ trang điểm, em sẽ son phấn, em chờ anh nhận ra nét đẹp của em. Chỉ cần anh đừng chống cự. Em yêu anh, em yêu anh thôi. Con mẹ Thu Thục chứ đâu phải là ba Thọ đâu. À, cô xin lỗi, trong một thoáng tụt huyết áp cô tưởng con là Mạc Thiếu Thọ. Cô có đôi lời không phải, cô mong con tha thứ cho cô. Nhưng mà con khổ quá con ơi. Ba con bỏ cô rồi. Con khổ quá con ơi. Ông Thọ ơi, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ? Trời ông Thọ ơi, ông đi tôi chết ông mới vừa lòng hay sao? Thọ ơi, trời ơi, sao con cũng khổ quá à. Ở trong kia thì cô Như cũng xỉu lên xỉu xuống, ở ngoài này thì dì Năm giật giả giật giả. Trời ơi, sao con khổ quá à. Hai người đều có tình ý với ba con, vậy sao không có ai chịu thẳng thắn đối mặt với ba con một lần coi sao? Con mới nói cái gì? Thẳng thắn đối mặt. Đúng rồi, ba mặt một lời đúng không? Hai thôi chứ ba mặt hai thôi hả? Nhiều vậy. Ờ đúng rồi, đúng rồi, chỉ họ dám hỏi ông Thọ thôi chứ có bà Nhu đứng đó thì làm sao mà Năm dám hỏi gì. Con nói rất đúng, cảm ơn con, cảm ơn con đã cho Năm một lời khuyên chính xác. Năm phải tỉnh táo, Năm phải mạnh mẽ để đối mặt. Đi đi con, đi đi, để một mình Năm đối mặt thôi. Đi đi con. Ê, ê trời ơi, trời, cái gì vậy chị Năm? Chị Năm, đối mặt. Cái gì đối mặt? Hả? Bây giờ ông nói đi,
Nói gì? Ông nói đi, ông muốn sao? Ủa vậy chứ chị muốn sao? Tôi hỏi là ông muốn sao? Ủa vậy chị muốn sao? Bây giờ ông muốn tôi sống sao ông mới vừa lòng? Ủa vậy chị muốn tôi sống sao chị mới vừa lòng? Trời ơi, tôi hỏi ông trước mà sao ông hỏi lại tôi chứ? Thì đó, bây giờ chị hỏi tôi, giờ tôi hỏi lại chị đó. Ông Thọ, tại sao ông lại đi vậy? Ông đi rồi không bao giờ ông trở lại đúng không? Chị Năm, chị biết không, từ nhỏ đó tôi đã thích đi du lịch rồi. Nhưng mà... Nhưng mà đâu có nghĩa là đi luôn. Tôi đi du lịch. Chị hiểu không? Tôi thích đi du lịch. Đúng mà rồi. Tôi làm cực khổ quá rồi. Bây giờ con cái tôi lớn hết rồi, tôi có cơ hội, tôi muốn đi khắp nơi. Chị hiểu không? Đó, tôi nói này chị đừng cười tôi nha. Từ nhỏ lớn chưa biết đặt chân lên máy bay lần nào luôn đó. Mà tôi mê máy bay lắm, chị hiểu không? Mà tôi đi du lịch có cái chuyện gì đâu. Ví dụ như vui thì tôi đi nữa, còn chừng nào mà hết vui thì tôi quay về. Trời ơi, sao những lời nói của ông nó nhẹ nhàng đối với ông mà nó nặng nề đối với tôi quá vậy ông Thọ? Ủa sao nặng nề chị? Ông nói không phải nghĩ đến cảm xúc của người khác chứ. Sao không nghĩ đến chút gì về tôi hết trơn vậy? Ông đi rồi tôi ở lại làm sao đấy? Thôi được rồi, tôi không muốn dài dòng nữa. Bây giờ tôi đối mặt với ông, tôi nói thẳng luôn nè, tôi thích ông lắm á. Tôi thích ông thiệt á. Năm à, tôi biết chứ. Ông biết hả? Tôi biết lâu rồi. Vậy hả? Sao? Chị á là một người phụ nữ đảm đang. Chị rất là tốt bụng. Cảm ơn ông. Mà chị ngọt ngào nữa. Cảm ơn ông. Nhưng mà hình như tôi với chị không có duyên. Chị Năm, đừng có buồn. Cũng có thể là tại tôi án ngữ ở đây cho nên cái duyên của chị nó không có tới với chị. Biết đâu tôi đi du lịch rồi duyên của chị nó ập về thì sao? Chị hiểu không? Thôi, tôi muốn nói để cho chị hiểu, để chị đừng có buồn nữa. Tôi nghĩ một người phụ nữ như chị thì chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc. Chị yên tâm đi nha. Ông nói đúng, ông nói rất đúng. Nhưng tôi vẫn không cam lòng. Ông phải nói ra cho tôi biết. Vậy bây giờ cái duyên của ông ở đâu? Là ai? Ông trả lời cho tôi biết đi. Nếu như không phải là tôi. Ủa, phải biết mới được hả? Phải biết, nếu như không biết tôi không cam lòng, ông hiểu không? Thật ra là... Là ai? Tôi còn thương bà Nhu nhiều lắm. Tôi thấy thần kinh của bà bây giờ không có được ổn định, cho nên tôi càng thương bà hơn. Thôi đủ rồi. Dừng cái đó là đủ rồi. Chị Năm à, đã... Ông Thọ, ông bình tĩnh đi, nắm tay tôi. Phải như vậy mới được chứ, tôi nhẹ lòng rồi đó. Thiệt không? Thiệt, ông phải nói ra như vậy mới thoải mái được. Ông cũng thoải mái mà tôi cũng thoải mái, có đúng không? Ông hạnh phúc là tôi hạnh phúc. Chúc mừng ông, chúc ông hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc bên bà Nhu. Còn chúng ta thì sẽ là những người bạn của nhau. Bà nói thiệt hả? Thiệt. Tôi tức vậy á. Trời ơi, chờ lâu quá rồi. Mình vẫn là bạn già, tốt với nhau. Cậu hả? Cậu có còn thèm cà phê của tớ không? Thèm thèm. Tớ sẽ đi pha ngay cho cậu một ly cà phê đặc biệt. Chờ tớ nghe chưa? Chờ đó. Trời, không biết bà về bên quán cà phê bà có anh Thiếu Thọ cũng nói gì với Thiếu Nhu đó. Anh Thiếu Thọ nói đi. Nói gì? Thì chẳng hạn là anh hỏi đi. Tới đây Mẫn mới hỏi Đào giường hồng đã có ai vợ ai chưa. Anh hỏi thì Đào sẽ đưa giường hồng có lối hổng chưa ai vào á. Tự hỏi tự trả lời luôn rồi, cần gì tới tôi. Thôi tôi đi nha, tôi nhức đầu quá. Trời ơi, anh hết cái bà bên kia rồi. Trời ơi, tôi không biết bây giờ bà làm sao. Sao là làm sao? Anh đứng đây đi, anh chưa trả lời xong câu hỏi anh không được đi đâu hết á.
Bây anh muốn gì anh nói đại ra cho rồi đi. Nói đại gì? Anh đừng có giấu giếm nữa. Giấu giếm cái gì? Cái gì trong ruột á, anh moi ra anh chọi thẳng lời lẽ vô mặt tôi đi. Chẳng hạn như là anh đã muốn về nhà với tôi từ lâu rồi, hai đứa mình là người một nhà từ lâu rồi. Trời ơi, đâu ra? Anh dám nói rõ ràng, hồi nãy tôi thấy anh đứng ngoài cửa anh nói rõ ràng mà. Thì tại bà Năm bà làm quá, tôi nói làm cho bà dịu xuống. Tôi nói đại vậy thôi mà. Cái gì? Anh nói đại. Không phải bà Dung. Im đi, tôi không còn nghe gì hết á. Bây giờ anh nghĩ sao vậy hả? Anh coi tôi là cái gì? Tôi là cái gì ở trong mắt của anh? Tôi chỉ là hy sinh thôi đúng không hả? Anh không coi tôi ra gì, anh chỉ là đem tôi ra là cái cớ để làm nhục tôi thôi. Anh mượn tên tuổi của tôi, anh đánh bóng tên tuổi của anh như vậy đúng không? Ơi, nói nghe nè. Thôi tôi biết chưa, tôi biết tôi làm vậy là tôi không đúng. Thôi giờ tôi xin lỗi bà được chưa? Tại vì á, sắp tới tôi sẽ tham gia vô cái chương trình khảo cổ học, tôi sẽ đi khắp nơi, hiểu không? Tôi không có ở nhà thường xuyên đâu. Chính vì vậy mà bà Năm bà làm quá, tôi quýnh quán, tôi nói đại, hiểu không? Giờ tôi biết là tôi nói vậy à xúc phạm tới bà, thôi tôi xin lỗi bà, đừng có giận tôi nha. Chứ giờ tôi nhức đầu quá. Nhức đầu quá thiệt á. Có biết là anh đã châm kim sát muối vô tim tôi không? Hả? Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Vậy chứ dần sao? Xin lỗi bà rồi. Anh im đi. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nhìn, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Đi ra khỏi nhà tôi, nhanh lên. Khoan, xí. Hình như nhà này của tôi á. Đúng, nhà của anh, nhưng mà chỗ này tôi đứng đây nữa. Đi. Đi. À, chỗ này bà thuê rồi. Đúng. Bà có quyền. Chính xác. Tôi vô bếp. Biết. Trong bếp vẫn là nhà của tôi. Anh đi đi. Đồ đàn ông vô tình. Cái thứ đàn ông vô tình không bao giờ lớn được. Cái tầm nhìn hạn chế quá mà. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Công tôi chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, tôi chăm sóc, tôi dung dáng cho cái tình yêu của mình, vậy mà hạt mầm nó vẫn khô queo, nó không nảy bông nảy lá. Tại sao mình phải gieo tình yêu vào trong vô vọng nhỉ? Hạt mầm rơi vào trong sa mạc thì làm sao mà nảy mầm được? Tôi sẽ không để mình phải đau khổ nữa. Dẹp. Không buôn, không bán, không gần, không gũi gì nữa hết. Vậy đi, cho chắc ăn. Chị không quen biết anh nè. Cái gì vậy? Cái ca máy làm chút xíu rồi.